Sáng nay chúng ta sẽ tiếp tục học câu thơ với người lớn chở khoe tài. Hôm qua các con đã được nghe thầy Phúc Hoàng giảng câu thơ gọi người lớn chớ gọi tên. Đây đều là những cái cách ứng xử để biểu hiện cái tâm cung kính của các con. Thì chúng ta đang học ở cái chương 2 là chương kính trọng mọi người. Nên các con phải nhớ đối với trí tuệ thánh hiền, cái tâm cung kính là vô cùng quan trọng. Nếu các con không có cái tâm cung kính, không có cái tâm thành kính mà muốn học tập trí tuệ thánh hiền, muốn hiểu được những cái điều thánh hiền dạy, rồi cao hơn nữa là thực hành được, thực tiễn được, thì không thể không có tâm cung kính các con. Nếu mà không có tâm cung kính mà các con hiểu được cái điều gì đó, làm được cái điều gì đó, thì cái việc đó không phải việc của thánh hiền. Cái trí tuệ đó không phải trí tuệ của thánh hiền. Thầy nói ví dụ, giả sử như các con học giỏi, xong rồi các con về nhà, anh chị hướng dẫn các con mà nó không đúng, hoặc là bố mẹ hướng dẫn các con mà nó không đúng, xong rồi các con thấy mình giỏi, tự cho mình đúng và coi thường người khác, coi thường ông bà, coi thường bố mẹ, coi thường anh chị của mình, vì mình biết hơn mà. Thì cái biết đó, cái hiểu biết đó, cái trí tuệ đó không phải trí tuệ của thánh hiền, cho dù các con đúng. Bởi vì đúng mà mất tâm cung kính thì cái đúng nó không còn là đúng. Thầy nói ví dụ, đây là một câu chuyện có thật. Thầy có một bạn nhỏ học lớp 1, lớp 2 gì đấy, xong là bố mẹ cho đi học nhạc. Cho đi học nhạc thì học đàn. Học đàn xong thì về em mới thực hành. Có cái đàn organ ở nhà, cái đàn organ nhỏ dành cho các em thiếu nhi. Em cũng về em tập. Em tập đồ mi fa sol la gì đấy. Nhạc thì thầy không làm được. Nhưng mà trong quá trình em tập ấy, thì mẹ em nhắc là bảo là hình như con tập sai rồi. Thế thì em bảo không, con tập đúng nhạc mà. Mẹ thì cũng không rành lắm, mẹ chỉ nhắc qua thế thôi. Thế là tối em về thì em mới hỏi bố. Bố thì có hiểu biết hơn một chút về nhạc lý. Em hỏi bố thì bố bảo đúng rồi, con đánh như thế là đúng rồi. Thế là em quay sang em nói mà, thấy chưa, đã báo mà. Con thấy một em bé học lớp 1, lớp 2 mà dám nói với mẹ câu đó. Nghe thì cứ tưởng là ngây ngô, nhưng thực ra cái tâm đấy là hỏng rồi các con. Cái tâm đấy là hỏng rồi đấy. Nếu cái tâm đấy mà không sửa, mà cứ lớn dần lên, rồi lúc nào cũng bảo mẹ là thấy chưa, á bảo, đúng lúc mà còn thế nọ thế kia, thì hỏng hẳn, hỏng hẳn. Cho nên các con thấy mà, trí tuệ mà không đi kèm với một cái nền tảng của tâm cung kính, thì cái trí tuệ đó càng hiểu biết nhiều, thì càng sai lầm lớn. Hiểu biết càng nhiều sai lầm càng lớn. Nếu không có cái nền tảng của sự cung kính các con. Cho nên vì sao? Với người lớn chớ khoe tài. Vì các con biết rồi, cái tâm khoe tài là tâm gì? Là tâm thể hiện. Khoe tài là thích thể hiện mình, thích chứng tỏ mình. Con người mà thích thể hiện mình, thích chứng tỏ mình thì đã bị cái danh nó dẫn dắt rồi. Thầy nói dẫn dắt là con nhẹ đấy. Người xưa nói là đã bị cái danh nó khống chế. Vì sao gọi là khống chế? Vì một khi các con nói ra mà người khác không đồng ý hay là chưa đồng thuận ngay, thì các con rất dễ rơi vào cái sự tranh luận. Mà đã tranh luận thì bất kính, mà bất kính thì không có đạo đức, bất kính thì chính là thất đức. Mà không có đạo đức
Thì cái gốc làm người đó không phải, cái gốc làm người đó không phải. Cho nên các con nhớ, không chỉ với người lớn chớ khoe tài nữa, mà với bạn bè cũng không cần khoe tài, không nên khoe tài và không được khoe tài. Các con thấy có những cái cấp độ khác không? Không nên khoe tài, không cần khoe tài và không được khoe tài. Thì thấy cái này các bạn có rất là nhiều, vì ở độ tuổi của các con là tuổi học tập mà, mỗi ngày học thì biết thêm một tí, cái biết thêm một tí này nó lại vô hình nó giúp cho các con nghĩ rằng là mình đã hiểu biết hơn, đã giỏi hơn. Thì bắt đầu là đối với các em nhỏ thì bắt đầu là các con có cái tập khí là muốn làm thầy người. Anh chị các em mà không biết cái gì mà anh chị mà biết rồi thì giảng hay lắm, giảng như đúng rồi luôn. Cái này các con phải chú ý, dạy các em là điều cần thiết, hướng dẫn các em học tập là điều cần thiết, nhưng phải hướng dẫn bằng một cái tâm thái là hết sức ân cần, thương yêu, chỉ bảo. Không được hướng dẫn với cái tâm thái ngạo mạn, mình làm thầy, mình biết rồi, bài này dễ thế mà làm không được à, giảng xong rồi hỏi hiểu chưa. Những cái tập khí này các con phải bỏ. Em đến hỏi thì không ân cần chỉ bảo em, nhìn lướt qua bài toán bảo bài này mà không làm được à, vậy suy nghĩ đi, không chỉ đâu. Tức là cái cách mà các con dẫn dắt các em thì các con phải hết sức cẩn thận, phải ân cần, thương yêu, chỉ bảo, có phương pháp tránh để mình rơi vào cái trạng thái ngạo mạn. Đấy là đối với người nhỏ, chứ phải là đối với người lớn. Đối với bạn bè cũng vậy. Đối với bạn bè các con phải hết sức cẩn thận. Trong quá trình học tập, có lúc mình đúng, nhưng có lúc bạn đúng. Thậm chí là giả sử trong lớp có những bạn kém hơn các con cũng không được xem thường bạn. Các con nhớ trong tập phim hoạt hình ngày xưa, thầy hay xem cùng với các bạn. Tức là ở trong lớp có một bạn rất giỏi về môn thể dục, giống như bây giờ chúng ta gọi là lớp phó thể dục ấy. Thế đến hôm mà thầy dạy cái bài mà chạy 100 mét ấy, thì bạn này yêu cầu tất cả các bạn khác đều phải chạy, chạy nhanh, chạy đúng, chạy giống như mình. Thì các bạn khác chạy không được, không kịp thì bạn này quát mắng đủ thứ, nó có mỗi thế mà không làm được. Thế thì bạn này có một người ông rất là trí tuệ. Thế thì cái người ông này một hôm thấy cháu mình quát mắng các bạn một cách nó thiếu khiêm tốn, ông mới gọi lại, ông hỏi là thế lúc con làm toán thì con có làm bằng bạn đấy không? Thì bạn này lắc đầu, bạn này học không giỏi. Thế lúc con làm văn thì con có làm bằng bạn kia không? Bạn này cũng lắc đầu, không bằng. Ở đấy con thấy chưa, mỗi người có một thế mạnh. Riêng cái môn thể dục thì con là người có thể lực, con có thể hoàn thành tốt cái bài của thầy, thầy giao con làm lớp phó thể dục, không có nghĩa là con được quyền quát mắng các bạn. Vì đến khi học toán thì sao? Đến khi học văn thì sao? Các bạn khác có quát mắng con thì con không làm được bài không? Nghĩa là bạn này xấu hổ, cúi mặt xuống, xin lỗi ông, ông biết con sai rồi. Nghĩa là từ đó cùng các bạn khác tập thể dục một cách đều đặn hàng ngày và nâng cao dần cái sức khỏe của mọi người, các bạn này. Cho nên các con thấy tâm ngạo mạn là một cái điều hết sức nguy hiểm. Đấy là thầy nói ở góc độ mà các con dễ phạm nhất là đối với các em, đối với các bạn. Còn đối với người lớn thì các con phải càng cẩn trọng, tuyệt đối không được khoe tài với ông bà, với cha mẹ, với những người lớn tuổi. Vì sao? Vì các con vốn dĩ chẳng có cái tài năng gì đáng để khoe cả. Các con về các con khoe với mẹ là nó giống như cái em lúc nãy ấy, đánh đàn, đánh nhạc gì đấy rất là hay, bảo mẹ không biết, mẹ đi công tác cho 10 ngày ở nhà không có cơm ăn, bố làm bộ đội đi xa cả năm về được vài lần, cứ bảo là mẹ không biết. Làm gì có cái chuyện bố mẹ không biết gì mà nuôi dạy các con lớn khôn ngần này được. Cho nên các con phải nhớ, trước mặt ông bà cha mẹ, các con vốn dĩ không có một cái tài năng nào đáng khoe khoang.
Cho nên là không chỉ là với người lớn chớ khoe tài các con, mà con phải nhớ kỹ là không có một cái tài năng nào đáng để khoe cả. Vì một khi các con đã khoe thì đã sai rồi. Đã sai rồi. Tài năng là phải phải để phục vụ ông bà cha mẹ, để phục vụ mọi người, không phải để khoe. Cho nên con nhớ, khoe tài năng là tham danh. Mà tham danh thì nó còn nguy hiểm hơn cả tham lợi các con. Người ta bảo là danh lợi là cái bẫy, nó hại chết không biết bao nhiêu người tài rồi. Người tài mà còn bị hại. Các con biết tài năng cỡ như những vị tướng tài đó, mà cũng bị chết vì khoe tài. Sau này các con mà lớn lên một tí, các con có điều kiện mà tiếp cận với lịch sử. Trong lịch sử của Trung Quốc thì nhớ có một nhân vật là Dương Tu, là tướng của Tào Tháo. Tào Tháo là một vị tướng cũng rất là thông minh. Dưới trướng của ông cũng có một vị tướng cũng rất là thông minh, lúc nào cũng đoán được ý của Tào Tháo. Tào Tháo vừa nói gì đó là ông biết hết, người khác chưa biết ông đã biết rồi. Thế là cuối cùng ông lại góp phải một cái họa là họa sát thân, tức là bị Tào Tháo giết. Giỏi quá mà. Đây là câu chuyện của lịch sử. Cho nên các con thấy có tài năng mà khoe khoang nhiều thì dễ dẫn đến họa sát thân. Còn ở cái phạm vi học tập của con thì con hiểu khoe tài là bất kính, thể hiện tài năng là bất kính. Mà nói tài năng thì các con biết rồi, ông bà cha mẹ còn rất nhiều cái tài năng hơn các con, làm được rất nhiều việc mà các con chưa làm được, thì các con có gì để khoe? Ở độ tuổi học sinh như các con thì có cái gì để khoe? Làm ra một cân gạo để ăn còn chưa làm được. Tất cả mọi cái đều nương nhờ vào ông bà, vào cha mẹ, vào thầy cô, vào những người lớn. Mình vốn gì không có tài năng gì để khoe các con. Cho nên cái câu thơ ngày hôm nay nhắc nhở con một cái đạo lý hết sức quan trọng, là phải có tâm cung kính thì mới thâm nhập được trí tuệ thánh hiền. Và tuyệt đối không được khởi ý niệm khoe khoang tài năng của mình với bất cứ ai, chứ đừng có nói là với người lớn. Với bạn bè cũng không nên khoe. Với các em nhỏ cũng không cần phải thể hiện. Chỉ cần yêu thương, tận tình, chỉ bảo, dẫn dắt là được. Vì các con phải biết rằng một khi mà khoe tài năng thì mình đã sai. Thể hiện kiến thức, thể hiện mình giỏi là đã sai. Thì hy vọng là các con nhớ kỹ cái bài học ngày hôm nay để các con làm một cái mực thước rèn mình. Cái rèn này là các con phải rèn suốt cả cuộc đời các con. Không phải chỉ ở độ tuổi này các con mới không được khoe tài năng. Càng lớn các con phải càng khiêm tốn, giống như cây lúa. Càng chín thì càng cúi đầu. Càng lớn các con phải càng khiêm tốn. Thì lúc đó các con mới tương ứng với trí tuệ thánh hiền, tương ứng với những cái đức hạnh mà thánh hiền xưa để lại cho chúng ta. Bài học hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Kính chúc các con có một ngày thực hành thế tắc ngày con thật tốt.